Dương Tử nỗ lực trở lại, không để địch lệ Nhật Ba Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa. Dù gặp vận xui khi phim sắp phát sóng phải hoãn, tuy nhiên mới đây, Dương Tử đã trở lại với dự án mới. Điều này cho thấy nàng tiểu hoa đã nỗ lực không để địch lệ Nhật Ba Triệu Lệ Dĩnh bỏ quá xa. Được mệnh danh là ngôi sao thực lực trong số những tiểu hoa đán thế hệ mới, nhưng con đường sự nghiệp của Dương Tử không mấy suôn sẻ trong năm nay. Ban đầu cô khởi động với những bộ phim chất lượng như Hương Mật Tựa Khói Xương, Cả Mực Hầm Mật. Tuy nhiên gần đây có vẻ nữ diễn viên không gặp may mắn khi bị ảnh hưởng bởi những drama của bạn diễn, khiến những bộ phim cô đóng đều bị đắp chiếu hay lùn nịch, đổi nịch phát sóng. Cụ thể đó là tác phẩm Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, đây là bộ phim cô đóng chung cùng Tiêu Chiến. Phim quay từ năm 2019, tức là tới 2021 mới có lịch chiếu. Tuy nhiên vận xui đến với Dương Tử, khi mới đây bộ phim này tiếp tục đóng băng khiến cô không có một bộ phim nào lên sóng trong suốt từ đầu năm 2021 tới hiện tại. Có thể coi đây là một tổn thương rất lớn tới sự nghiệp của Dương Tử. Cách đây không bao lâu, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, nữ diễn viên từ chối nhiều dự án vì sợ ồn ào, cụ thể với dự án Trường Tương Tư và trước đó còn có thêm dự án mà Dương Dương được xem xét và vai chính đều mời Dương Tử, nhưng cô cũng từ chối khéo léo. Tuy nhiên một điều bất ngờ là người hâm mộ của Dương Tử lại ủng hộ quyết định này của nữ diễn viên. Bởi việc trở lại đóng phim sẽ gây cho Dương Tử tâm lý bất an, không thoải mái sau tin đồn cô là diễn viên rơi vào tầm ngắm bị sàng lọc của giới giải trí Hoa ngữ. Mới đây nhân dịp ngày sức khỏe tâm thần thế giới, ekip phim bộ Nữ Bác Sĩ Tâm Lý cũng tung ra đoàn poster mới có sự xuất hiện của các ngôi sao như Dương Tử, Tỉnh Bách Nhiên, Trương Nhược Nam. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là một bộ phim có chủ đề khá tương đồng với ý nghĩa của ngày sức khỏe tâm thần thế giới, được khán giả háo hức mong đợi sẽ lên sóng. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng bão phong sát của làng giải trí Hoa ngữ, khiến lĩnh vực phim truyền hình chưa có một tác phẩm nào quá nổi bật. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý sau khi buộc phải cắt bỏ một số cảnh có diễn viên Trương Quân Ninh do cô dính ồn ào phát ngôn, bộ phim được kỳ vọng sẽ có thể lên sóng sớm vào tháng 10. Đặc biệt nếu như kế hoạch phát sóng diễn ra đúng dự kiến, thì đây là bộ phim đầu tiên của năm 2021 của Dương Tử được đến tay khán giả. Điều này được fan hết sức kỳ vọng. Đặc biệt nếu như Triệu Lệ Dĩnh đang có vài dự án phim hiện đại chuẩn bị lên sóng, địch lệ Nhiệt Ba thời gian qua cũng có không ít phim gây sốt, thì màn trở lại lần này của Dương Tử được xem là kịp thời, tránh bị đối thủ bỏ xa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!